Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá da com Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, em gửi lời chào anh chị Lan. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 3 tây tháng 5. Ngày mai là ngày thứ bảy, 4 tây tháng 5. Bên Ủy ban thực hiện tượng đài thuyền nhân Việt Nam à, trân trọng kính mời tất cả quý vị mà có quan tâm đến ngày 30 tháng 4, quan tâm đến thuyền nhân Việt Nam, quý vị sẽ đến tham dự ngày thuyền nhân Việt Nam ở ngay tại um, cái chỗ mà Big Family ngay chỗ cái tượng đài thuyền nhân đó, bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều. Ngọc Lan để cái này rõ lên cho quý vị thấy, đó là chương trình này thì do ủy ban tượng đài thuyền nhân thực hiện. À, đại diện là nhà thơ Thái Tú Hạp, bác sĩ Lê Hồng Sơn, bác sĩ Ngô Phùng Hỷ. À, chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều ngày thứ bảy, 4 tháng 5 ở ngay tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, tức là à, Big Family mà chúng ta thường hay nói ở trên đường Borsa. À, khi đến dự ở ngày này thì quý vị cứ vào trong đó ngay trên đường bon Sa mà quý vị quẹo vô đi và quẹo vào bên phải từ hướng Monza đi lên quẹo vào bên phải thì quý vị sẽ thấy cái tượng đài thuyền nhân ở đó thì một lần nữa ủy ban thực hiện tượng đài thuyền nhân Việt Nam trân trọng kính mời tất cả các quý vị đến để mà tham dự lễ tưởng niệm cầu nguyện cho hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam những người bộ nhân Việt Nam nữa đã tử nạn trên đường tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dạ vâng kính uh, thưa quý vị tiếp theo thì một cái thông tin mà lê thám gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay từ thành phố long beach um, một cái đợt bùng phát bệnh lao tự phát thưa quý vị trong cư dân của một khách sạn ở phòng ở trong một cái phòng ở thành phố long beach thưa quý vị đã khiến cho một người bị thiệt mạng và chín người khác phải nhập viện và trong ngày hôm qua thì cũng là thành phố Long Beach người ta cũng uh, ban báo một cái tình trạng là khẩn cấp bởi vì uh, đây là một cái trong những cái tình hình mà liên quan đến sức khỏe của cộng đồng của các khu vực những cái thành phố lân cận liên quan. Uh, các quan chức ở thành phố người ta cũng cho biết vào ngày hôm qua đó là Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh ở trong thành phố người ta khẳng định đó là cái nguy cơ mà bị phơi nhiễm với công chúng là rất thấp không có cao nhưng cái đợt bùng phát này nó chỉ giới hạn ở trong một cái số dân riêng biệt và nó gồm những cái người là có rào cản đáng kể trong cái mặt mà được chăm sóc bảo vệ sức khỏe như là những người bị bệnh tâm thần, những người homeless hay là những người lạm dụng những chất gây nghiện hoặc là ma túy đó à, hoặc có những cái bệnh lý nghiêm trọng về bệnh nền thì cũng có sẽ có nguy cơ mà bị lây à, tính đến ngày 29 tháng 4 vừa qua thì tổng cộng là có đến 14 trường hợp có liên quan đến cái vụ bùng phát cái dịch lao này ở thành phố Long Beach và các thành phố cũng từ chối tiết lộ tên của những cái người mà những vị khách mà lưu trú ở trong các khách sạn này đi qua đi lại như thế nào liên quan đến cái ổ dịch này và vì lý do về ngại về quyền riêng tư gì thì Lê Thái không biết. Nhưng mà theo mà tiến sĩ Anissa David, ấy, ông là điều phối viên và là viên chức y tế của thành phố Long Beach à, ông cũng tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại địa phương để mà cho chúng ta có thể mà chúng ta đối phó những, với những cái đợt mà bùng phát sắp tới và cái tuyên bố này dự kiến là sẽ được hội đồng thành phố Long Biên người ta phê chuẩn vào à, sáng thứ ba sắp tới có nghĩa là vào tuần sau và các quan chức y tế người ta cũng nói là những người nào mà đã lưu trú tại cái địa điểm khách sạn tư nhân này thì chắc chắn là có thể là sẽ bị à, phơi nhiễm cái à, vi trùng bệnh lao này và hiện nay thì người ta định được là khoảng là có 170 người có thể là đã bị phơi nhiễm vì họ đã trong quá trình mà sàng lọc và khi mà người ta trích xuất những cái camera và những cái danh sách hồ sơ của những cái vị khách mà lưu trú tại khách sạn này đó thì đây là những cái vị khách mà người ta đã nằm trong cái danh sách là uh, được cơ sở y tế của thành phố Long Beach người ta gọi điện thoại để mà người ta liên lạc để có thể mà đi test và đi kiểm tra bệnh lao để có thể chúng ta phát hiện ra cái phơi nhiễm để mà chữa trị kịp thời. À, và quý vị nào mà chúng ta đã có lưu trú trong cái thời gian này ở các, ở các khách sạn này Quý vị có thể muốn biết khách sạn của quý vị có thể lên trên cái trang web y tế của thành phố Long Beach Thì nó có sẽ hiển thị hết tất cả mọi cái à, Chúng ta có thể tìm hiểu rồi chúng ta có thể xem là à, mình có đã lưu trú đó như thế nào, thời gian nào Để mà chúng ta biết chúng ta đi khám bệnh thưa quý vị Tin mà Lê Thái vừa đưa đó liên quan đến thành phố Long Beach Là những người bị bệnh lao mà trong đó có một người tử vong yeah. à, Một người tử vong rồi mười mấy người là nhiễm người ta nhắc rằng á cái chuyện mà ở đây là mình đã chích người lao tức là cái cái chích mũi, mũi là mình khi trong cái hồ sơ khi mà chích ngừa có ghi cái chữ là TB đó cái triệu chứng của những người mà sẽ bị bệnh lao thứ nhất đó là ho ho kéo dài lao tức là liên quan tới phổi sẽ ho kéo dài rồi xong rồi sẽ thấy là đau ở phần ngực mà khi ho đó là thường họ họ có thể là ho ra máu hoặc là đàm nghe cái tiếng ho giống như là đặc nghẹt như vậy, rồi xong rồi bị suy nhược cơ thể, bị giảm cân, rồi không có thèm ăn, ớn lạnh, sốt thì đó là những cái biểu hiện là triệu chứng của cái bệnh lao phổi, cho nên khi nào quý vị thấy mà Lê thái cứ ngồi cứ sủi xui sủi rồi hay là thấy ho giống như ngầu lan ho. Dạ thì, thì em, suy định, nghĩ. Nói chị. em da, định nói chị, em nói chị. suy nghĩ xem coi chừng là mình uh, bị mặc dù uh, là nói cái đó là đùa đùa thôi nhưng mà ho thứ nhất là ho. Nhiều người khi mà nói là lao phổi, thường người ta nghĩ đến những người hồi đó ở Việt Nam mình đó, là những người gọi là lao lực tức là làm ừ. việc quá. Thứ hai là những người hút thuốc thì sẽ bị lao phổi nhưng mà ở đây đã có những trường hợp như là ung thư phổi mà người đó chưa hề hút thuốc cũng có thể bị ung thư phổi cho yeah. nên liên quan đến phổi đến hô hấp là quan trọng vô cùng thưa quý vị lại một thông báo nữa à, Ngọc Lan phải đưa những cái thông tin này trước không thôi đến khi mà nói tin tức anh nhiều khi Ngọc Lan quên hàng năm thì chúng ta có diễn hành văn hóa quốc tế Hoa Kỳ ở ngay New York nếu như ở, chúng ta ở vùng bonsai thì mỗi năm là có cái diễn hành tết ở trên đường bonsai còn đối với lại chung cho cộng đồng người Việt quốc gia ở New York thì mỗi năm họ có một diễn hành ngay tại đây là lần thứ 39 ở New York. Năm nay thì diễn hành sẽ tổ chức vào sáng thứ bảy ngày 8 tây tháng 6 năm 2024. Chủ đề của năm nay đó là Việt Nam ba miền Bắc Trung Nam và chủ đề phụ là áo dài phụ nữ Việt Nam. Ngọc Lan không hiểu tại sao lại có chủ đề phụ ở nhà phụ nữ Việt Nam bởi vì năm nào Ngọc Lan thấy khi mà xem hình ảnh diễn hành này thì đều là mặc áo dài hết. Thì năm nay chuẩn bị cho tháng sau là có diễn hành này rồi thì ban tổ chức đó yêu cầu những ai mà quan tâm và quý vị muốn thử một lần để mà tham dự chương trình này thì quý vị có thể ghi danh rồi ở bên ban tổ chức thì họ sẽ giúp cho quý vị cái chuyện là đưa đón ở phi trường hoặc là thuê khách sạn làm sao trong thời gian mình ở new york một cái cơ hội để mà đi đến thăm ở thành phố này những cái chi phí vân vân nó đều có rất là đầy đủ nhưng mà quý vị muốn tham gia hay là quan tâm đến chương trình này hay là ủng hộ cho chương trình này thì quý vị đều có thể gọi cho một số những cái số liên lạc để quý vị hỏi trực tiếp thì trong một số đó thì có số như là 917 hay là 616 4389 vân vân. À, ngoài ra để chuẩn bị cho chương trình mà diễn hành ở New York thì người ta phải tổ chức trước một cái buổi là gây quỹ. Thì chương trình gây quỹ này sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu 31 tháng 5, tức là cuối tháng này, ngay tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant. Quý vị cũng có thể uh, mua vé ủng hộ thì vé ở đây là 100 đô la à, Nếu vé ủng hộ thì là 65 đô la Thì đó là một số những cái thông tin liên quan đến diễn hành ở New York sắp tới đây um, Ngọc Lan thì nhiều năm qua đã xem cái chương trình này Nhưng mà chưa một lần nào để mà đến New York để tham dự thử cái chương trình này Nghe nói là cũng uh, nó đã trở thành cái truyền thống rồi Và cũng gây được nhiều cái tiếng vang ở đó um, Mình lấy thái Dạ vâng Ờ, chúng ta cứ tưởng là cộng đồng California Thì uh, nơi đây là cộng đồng người Việt Chúng ta nhiều Thì chúng ta sẽ tổ chức những cái buổi lễ kỷ niệm này Hoặc là những cái buổi lễ mà chúng ta quyên góp tiền này nọ Nếu nhiều Mà thật sự thưa quý vị rất là nhiều ở tiểu bang khác nhiều tiểu bang trải dài thì cộng đồng người Việt chúng ta vẫn có những cái sự kiện như vậy tổ chức ở những cái nơi mà nhà thờ chùa những cái cộng đồng ở những cái ho thì chúng ta vẫn có cơ hội mà chúng ta đóng góp tiền hay chúng ta đến ủng hộ đấy thì chúng ta cũng nên đóng góp đến ủng hộ cho cộng đồng người Việt nha quý vị à, ngày hôm qua buổi chiều hôm qua lại thấy thấy một cái tin mà tính đến ngày hôm nay chỉ mới 10 giờ đồng hồ thôi thì không biết là cái người phụ nữ mà ở trên màn ảnh quý vị thấy đó thì cô đã được về nhà chưa. Nhưng mà ở cảnh sát quận Cam người ta đang yêu cầu cái sự giúp đỡ của công chúng để mà xác định cái danh tính của người phụ nữ lớn tuổi này. Cô bị phát hiện là mất phương hướng tại thành phố Westminster vào sáng ngày hôm qua. Và theo sở cảnh sát Westminster thì người phụ nữ này tìm thấy ở tại đại lộ đường Moran và đường đại lộ Bosa của mình được được phát được phát hiện cô được biết đến là cô không có biết gì cả, không nhớ được một cái gì cả. Và được đưa vào trong bệnh viện mà San Joseph để mà người ta điều trị những cái à, về sức khỏe này nào người ta kiểm tra và nếu như quý vị nào mà thấy cô ở trên màn ảnh ngày hôm nay sáng ngày hôm nay trong chương trình cà phê sáng mà biết được nhân thân biết được gia đình đó thì quý vị có thể hát cho cơ sở cảnh sát để người ta có thể tìm nhân thân cho cô và đưa cô trở về nhà à, qua số điện thoại là 714 771 8113 nha quý vị quý vị giữ màn ảnh chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đại